Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn thông báo kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ 18. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xử lý quả bom loại 500 bảng Anh. Phóng sự vì một cuộc sống không. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18 và công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn đã báo cáo với đoàn viên công đoàn thị xã về kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động 5 năm từ năm 2013 đến năm 2018. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đoàn và phong trào công nhân lao động giai đoạn 2018-2023. Đại hội đã bầu 35 đồng chí tham gia Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn đã công bố quyết định thành lập hai công đoàn cơ sở là Công đoàn Trường Mầm Non Thiên Thần Nhỏ và Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Lý Lợi. Chiều qua ngày 29 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 học viên là cán bộ thuộc các sở ban ngành cấp tỉnh và thành phố. Sau 2 tháng học tập, các học viên được nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ chuyên viên, góp phần giúp các học viên áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, nâng cao hiệu quả công tác. Hôm qua ngày 29 tháng 5, Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh phối hợp với huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị đầu bơ mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng khoai lang. Vụ đông xuân 2017-2018, Trạm Khuyến Nông huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện trồng thí điểm giống khoai lang Hoàng Long trên diện tích 5 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả ở Hợp tác xã Mỹ Lộc Thường, xã An Thủy và thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy. Quá trình trồng thí điểm, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống và 30% lượng vật tư phân bón. Qua thực tế sản xuất, giống khoai lang Hoàng Long có khả năng sinh trưởng tốt, cho năng suất cao hơn so với các loài khoai lang địa phương, thích hợp với những vùng đất cát pha hoặc thịt nhè, có khả năng thâm canh cao. Năng suất của mô hình đạt bình quân 16 tấn trên 1 hecta, lợi nhuận khoảng 76 triệu đồng 1 hecta. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của người nông dân là bài toán giải quyết đầu ra cho sản phẩm để việc trồng khoai lang Hoàng Long có thể tiếp tục nhân rộng trên địa bàn. Thời điểm này, diện tích lúa đông xuân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã bước vào thời kỳ chín rộ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân đang ra đồng tập trung thu hoạch lúa. Vụ đông xuân 2017-2018, huyện Tuyên Hóa gieo trồng trên 1.450 ha lúa. Nhờ thực hiện tốt cả khâu chọn giống, làm đất, bón phân từ đầu vụ, đồng thời tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên các diện tích lúa trên địa bàn huyện đều sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao. Qua thu hoạch, năng suất lúa đạt bình quân 59,5 tạ một ha, tổng sản lượng trên 8.600 tấn, đạt 103,7% so với kế hoạch đề ra. Với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, bà con nông dân huyện Tuyên Hóa đang tích cực ra đồng tập trung thu hoạch, kịp thời làm đất, bón phân, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp tục gieo cấy vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ. Vừa qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình đã tiến hành thanh tra kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cán bộ đoàn kiểm tra thanh tra chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Bình đã lấy 87 mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản các loại để kiểm tra nhanh và gửi phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Trong đó đã lấy 39 mẫu kiểm tra nhanh các tiêu chí hàm the trong giò chả, phẩm màu, nitrat trong thực phẩm chế biến, chất tăng trọng, tạo nạc, cấm sử dụng trong thịt động vật, kiểm tra tồn dư thuộc bảo vệ thực vật, rau củ quả. Đoàn kiểm tra thanh tra cũng đã lấy để gửi phân tích 48 mẫu gồm rau quả, dưa hấu để kiểm tra tồn dư thuộc bảo vệ thực vật, chả thịt, thủy sản để kiểm tra chất cấm, mẫu cà phê để kiểm tra chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và hàm lượng caffeine theo công bố. Qua kiểm tra nhanh, có 100% mẫu có kết quả âm tính với các chất độc hại.
đối với các mẫu gửi phân tích tại phòng kiểm nghiệm đã có kết quả 12 trên 48 mẫu. Các mẫu rau quả, chả thịt và cà phê được phân tích đều cho thấy đảm bảo an toàn với các chỉ tiêu yêu cầu. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình xử lý quả bom loại 500 bảng Anh. Phóng sự vì một cuộc sống không khói thuốc. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa triển khai kế hoạch xử lý vận chuyển quả bom loại 500 bảng Anh còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn tổ dân phố 7, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới. Quả bom được các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng tổng hợp Quảng Minh phát hiện trong quá trình thi công công trình. Quả bom có chiều dài 1.640 mm, đường kính 300 mm, đã bị hoen gỉ nặng, không còn ký hiệu, còn đủ ngòi nổ và có nguy cơ gây nổ cao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gấp rút triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tiến hành khảo sát và bốc gỡ, vận chuyển quả bom về thao trường T92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an toàn. Chiều qua ngày 29 tháng 5, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thăm các gia đình có ngư dân bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Hoàng Thị Tìm ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch và gia đình chị Nguyễn Thị Tầm ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Đây là hai gia đình có người thân bị tai nạn lao động dẫn đến mất tích và tử vong khi đang đánh bắt thủy sản trên biển. Tại các gia đình đến thăm, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chia sẻ những mất mát và động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ mỗi gia đình. Đây là số tiền từ nguồn quỹ nhân đạo nghề cá được huy động từ sự đóng góp của các đoàn viên công đoàn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều này chắc hẳn ai cũng biết. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng, việc từ bỏ thuốc lá vẫn chưa được nhiều người quyết tâm thực hiện. Vì sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu, hãy bỏ hút thuốc lá ngay hôm nay. Cụ ông Nguyễn Đình Nhưỡng, năm nay 72 tuổi, nhưng đã có khoảng 60 năm hút thuốc lá. Từ đầu tháng 5 đến nay, cụ đã 3 lần phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. May mắn được bác sĩ cứu chữa kịp thời, sau gần một tháng điều trị, nay sức khỏe của cụ đã dần hồi phục. Bác hút thuốc lá 60 năm rồi. Rất tiếc mình đã bỏ thuốc khá chậm, không lắng nghe cái lời khuyên của gia đình, vợ con và bạn bè người thân. Và ngày nay mình cũng kiên trì để bỏ thuốc, và sự kiện trở mất thì tin chắc rằng là sức khỏe của bác sẽ tốt hơn như vậy như thế bây giờ. Tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, trung bình mỗi tuần có từ 5 đến 10 bệnh nhân điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hầu hết những bệnh nhân này đều sử dụng thuốc lá trong khoảng thời gian dài trên 20 năm. Chúng tôi là khoa hô hấp thì cái việc tiếp nhận các bệnh nhân mà do tác hại của thuốc lá thì gần như là thường xuyên, gần như là tuần nào, tháng nào cũng có. Những cái bệnh nhân vào khoa chúng tôi thì thường là những người bệnh đã nặng rồi, đã đến giai đoạn gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái đường thở nó đã bị cái tác hại của khói thuốc lá làm cho chích hẹp lại. Cái khả năng giãn nở của phổi đã rất là kém, thành ra là người bệnh khó thở liên tục. Một điều nhắn nhủ với những người đang hút thuốc lá, chỉ mong rằng như thế này thôi, là họ chịu trách nhiệm với sức khỏe của họ, nhưng đừng có mang cái tác hại của cái hành vi hút thuốc lá đến với những người thân yêu của họ, với thân yêu của mình, đó là vợ mình, là con mình, là những bố mẹ già của mình. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư, và là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư phổi, gan và các bệnh liên quan đến tim mạch, hô hấp. Khi khói thuốc nhả ra môi trường, những người thân xung quanh hít phải gây hại cho sức khỏe không kém gì người hút thuốc. Với những người hít khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc các bệnh giống như người hút thuốc. Những năm qua, Ban chỉ đạo chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá 2012. Cuộc chiến đẩy lùi tác hại thuốc lá hiện đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá, bước đầu đạt những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tại nhiều nơi công cộng như nhà ga, bến xe, quán cà phê, chợ trên địa bàn tỉnh, hình ảnh người hút thuốc thản nhiên nhả khói thuốc, không quan tâm đến những người xung quanh vẫn còn khá phổ biến. Qua cái đánh giá sơ bộ thì cái hiểu biết
về cái luật cũng như là các cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá đối với cộng đồng người dân thì vẫn còn nhiều cái hạn chế. Chúng tôi đã thành lập được rất là nhiều đoàn kiểm tra liên ngành và mỗi năm thì chúng tôi thực hiện được 3 đợt giám sát và khoảng 18 cái đơn vị trường học và bệnh viện, và đến nay thì cũng chừng khoảng trên dưới gần 100 các cái đơn vị đã được đánh giá cái hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng cái môi trường không khói thuốc lá trong đơn vị của mình. Và qua cái giám sát thì cho thấy là cái hoạt động này thì được rất là đẩy mạnh, đặc biệt là trong các cái khối bệnh viện, cơ sở y tế cũng như là trường học. Tuy nhiên thì ở trong cái cộng đồng người dân thì cái tình trạng hút thuốc lá vẫn còn rất là phổ biến. Một là thực hiện cái truyền thông trực tiếp, thứ hai là phải treo dán các cái bảng pano áp phích để người dân có thể là qua đó thì họ cũng nhận thức ra được, nhìn thấy được từ các cái biển cấm hút thuốc lá, thì ít nhiều nó cũng có tác động để mà làm cho người dân cái tình trạng hút thuốc lá ở nơi công cộng nó giảm đi. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề thuốc lá và bệnh tim mạch nhằm kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 30 tháng 5 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm từ 62 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Độ ẩm từ 64 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Độ ẩm từ 64 đến 97%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, biển bình thường.